啦，我問啦，又走啦，我問啦。Bà nữa nó lấy nhà coi. Ra ngoài cái đi vô. Mày đang đi.
kiểu nó test cho mình nên nó đi làm trăm điểm rồi. Này hay quá rồi, qua món gì qua món gì giờ nó đi để nó mốt bây giờ nó dạy à là giáo viên á. Ừ. Mình chơi không? Nó không minh sẵn rồi. Không, ngày nay nó giỏi từ thời còn nhỏ. Tức là trời phú giỏi toán á. Di truyền phải không? Giỏi di truyền phải không? Hồi xưa em học bình thường thôi. Hồi xưa có thằng má chẳng là em có hồi xưa là ok. Nó có hôm nay nó làm nó rút nhớ chứ. Từ mà, nó không có làm. Ở Việt Nam á, cái tùy theo là con anh cũng không làm toán được rồi. Chính người dạy đó. Còn hàng lớn anh á, từ lớn anh á, nó mới vô. Nó tạm được. Nó về nó không bị chết đâu. Tuy nhiên cái lớp lớp nào cũng vậy, con phải tìm cái nguyên lý của nó. Con đi giải ra, ngồi với nó. Nó chuyện ra một cái từ mình nói, để mình giải thích cho nó làm theo cái ý mình đó. Không, cái quay của nó đi khác. Đi quay khác, em đi học rồi biết mà. Đi quay này nó khác, nó giống như ngược lại cỏ Việt Nam. Không phải ngược anh, mà ví dụ em nói nghe là đơn giản. Bây giờ anh nói ví dụ như hai bên là đều có đúng không? Thì mình tự động mình lại nhận bỏ đúng không? Là mình xuống dưới là mình mất hai, là ví dụ hai bên đều có ít đi, em xuống dưới là mình bỏ hết, là dưới không mất ít đúng không? Không, nó có làm vậy. Nó làm thêm một bước nữa đem cái ít bên này qua đến bên kia đúng không? Trong đường nó thêm một cái bước thứ hai nữa là bắt đầu mới bỏ hai cái ít đi rồi mới ra kết quả hai. Tức là mình thì rút ngắn mà nó như anh làm biết học làm anh thấy ba làm tới đây rồi ba thấy chỗ là ba đi thêm một bước nữa đúng rồi mà nó không có được phải đi ra hai ba bước nữa đúng rồi nói vậy đó. Nhưng mà trường học người ta bắt nó phải đưa ra đúng rồi. Còn trường học phải vậy. Để chị nói còn có lý thuyết không? Đúng rồi. Em đi học em biết mà. Còn mình á thì mình giải nó truyền nguyên lý đó. Tiết gì đó. Rồi. Còn mình á. Coi vậy mình. Có. Dễ rồi. Có hai hơn con trăm điểm cho lớp một. Nó có 100 điểm là hết rồi. Nó chưa trăm. Giờ nó đổi cây trò đi dạy không thì nó có khiếu rồi đó. Thì được rồi, nó dạy chỉ cho nó thích là được rồi, ngày nào cũng được. Mà đi dạy không có tiền. Có chứ. Anh nói vậy đi dạy có tiền các bạn. Vậy giờ anh thấy anh đưa tiền cho nó không à? Chưa dạy mà. Nó đang đi học ông ơi. Ừ. Mệt lắm chứ. Nói làm như ba đi có tiền nhiều hơn. Đầu tư, bây giờ mày đầu tư cho nó rồi. Nói à. Ê, còn người ta nói á, con nuôi cha tính ngày tính tháng. Sao ông là ông cha mà sao ông cho nuôi cho. Hồi xưa thì mọi người có ơi thì có ba trăm. Ông có một cái cuồng rồi, cuồng gân á. À, thường thường một cái nữ đó là cái lên á. Bé là thế em biết chưa? Không là làm cho nó làm nhanh lắm. Trong cái làm cái cột quá sợ mà nhớ đấy em thấy một cái con thầy giáo sĩ nói lên thầy đã gom cho thầy được kia nó mới cho vậy á hả chơi vậy hả còn dưới và trọi lên nữa dưới dưới